em về khoảng 2 tháng rồi mẹ cũng chẳng chịu uống. Chỉ có đợt gần đây là khoảng tuần, hơn tuần hả mẹ? Hơn tuần nay là mẹ mình uống Savron. Giảm 4kg rồi. Và kết quả là như thế này đó. Bà uống có kết quả như thế nào bà nói cho các bạn được biết không ạ? Tôi thì không dám uống, tôi sợ là cũng ốm quá đó chứ, tôi không dám uống. Nay là tôi uống là 10 ngày mà ngủ được, ăn được, ngủ được mà giảm 4 kg luôn. Bây giờ tôi lại sợ tôi ốm. Giảm được 4 kg mà mỡ bụng mà bụng bây giờ tôi ngồi thiền đỡ lắm. Ngồi thiền là không mệt mỏi gì, là trước là bụng to quá, ngồi thiền khó lắm. Trước đây là mẹ Liên Minh là mỡ bụng rất là nhiều, ngồi thiền bị cấn đó mấy bạn. Mấy bạn biết ngồi thiền rồi chứ ha. Ngồi thiền thì bị cấn, cho nên là ngồi không được. Hôm nay về thăm bố mẹ thì được nghe được cái tin là rất là mừng. Là mẹ nói là bây giờ cái bụng đã thu nhỏ lại được, ngồi thiền rất là dễ dàng và ăn được, ngủ được. Thì bây giờ đi bán khắp cho các bà, đi giới thiệu sản phẩm khắp làng, khắp xóm luôn. Nay nguyên nhà Minh, Liên Minh đều đi bán sản phẩm cho Minh cả. Đó, cho nên là các bạn có ba mẹ, cứ cho yên tâm cho ba mẹ sử dụng ha. Rồi, còn gì nữa không bà? Bà được cái gì nữa không? Bà nói cho cả nhà biết đây. Thì ăn ngủ khỏe á. Trước đây mẹ cũng hay bị mất không ngủ. Ngủ được, cứ ngủ được có tiếng với hai à. Trước đây mẹ ngủ từ tối đến sáng luôn. Đó, ngủ từ tối đến sáng, nhưng mà buổi tối có hay phải đi tiểu hay là như thế nào? Không, tiểu không phải đi tiểu gì hết. Từ tối đến sáng không phải đi tiểu. Đó. Bây giờ người rất là gọn. Người rất là gọn rồi. Rồi ngồi thiền thì tốt, ngủ được. Mà mới uống được có hơn 10 ngày thôi mà không đau đầu nữa. Không đau đầu nữa, trước đây đau đầu, bây giờ không đau đầu nữa nha cả nhà. Đó. Có Quốc Trọng đang xem nữa kìa. Rồi cả nhà cứ mạnh dạn mua về cho ba mẹ sử dụng ha. Đây bà là nghi ngờ, bà không chịu uống mấy tháng trời, bây giờ mới bắt đầu uống đây. Rồi bây giờ 2 tháng nay đã chưa không có uống, bây giờ mới thử. Bây giờ mới thử rồi, bây giờ thành công rồi, đi giới thiệu đầy cho tất cả bạn bè biết đây. Cả nhà Liên Minh bây giờ bán phụ sản phẩm cho Minh hết rồi đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đã coi video của hai mẹ con nha. Bye bye.